nó hơi nặng phải không? Bị bao lâu rồi? Bị năm tháng, 6 tháng. Năm sáu tháng gì vậy? Cái bệnh này gì mà tới 5-6 tháng vậy? Đi không được 4 tháng hồi nhỏ. 4 tháng nó bị gì sao được? Bị đó? Cái chân này đi không được, cái tay chân đi được, bò không. Tại sao vậy? Nó nặng nhé. Wow. Đi cái nó té. Đi nó nặng nó té phải không? Dạ, không dám đi bò không. Bây giờ đi được hùng quá thầy. Bây giờ chạy được không? Không chạy dám chạy đâu. Chạy dốc mà. Dốc phải không? Bà đừng có nói với tôi nha, không có gạt với tôi nha. Không dám đi bộ, rất đi bộ giỏi. Thôi quay ra. Ở nhà làm gì? Nhà đâu có làm gì đâu. Trời ơi, không làm gì sao sống? Ở nhà cứ ăn thịt già rồi thầy. Trời ơi, về tướng vậy còn thấy trẻ quá sao ăn thịt già? 74 tuổi này. Bà thờ ơi. Đi thí dụ mười mấy trăm, bây giờ tôi sẽ đổ thừa, tôi không dám đi nữa. Rồi, năm nay? Đi thí dụ đó là làm như nó... Người nó chè ra, dạ. Làm như nó giãn cơm, giãn cơm. Bác quay cái cua cái thế là bà nhanh như chớp mà bà nói bà lên xe không nổi. Nhanh như chớp. Nhanh như chớp vậy nè. Nói gì sẽ không nổi. Bà thân tới chục đồ. Rồi, cho mượn cái ghế rồi sao? Vì gì á là cái khi mà có đau đâu mà sao mà giật giật như vậy? Ai nói đau đưa lên đây thử coi. Tại vì á bà nói á là người bà cứng không có giúp chết thấy không? Đau lắm. Thì bây giờ mình làm cho nó giúp chết. Chậm lại. Hả miệng hết rồi, bây giờ chẳng theo lẹ gì mà nó tiệt, nói vậy. Cái tay này. Tay là sao? Sát ra nó cứng cửa chứ không được ngồi vậy, ngâm nước luôn đó. Cái chuyện gì khác, bây giờ nè, bà quay đây. Rồi, hai chân chạm lại, ngồi xuống. Ngồi sang xuống, ngồi đưa cái mông xuống cái đất luôn. Rồi, đứng dậy. Đứng dậy. Bà có làm biểu. Rồi ngồi xuống. Rồi ngồi xuống, rồi sang xuống, đứng dậy. Nặng cái đứt. Nặng cái đứt, trời đất ơi. Nói ghê ghê. Nhiều khi dở lên được, nhiều khi dở lên không được rồi bác sĩ. Giờ phải nằm xuống, cái lưng cho bạn. Bây giờ nó cứng gì kì cục quá. Rồi, nằm nữa ra. Đỡ lên cái tài. Ngủa không ngủa. Quay mặt qua đây. Bỏ tay. Quay qua đây, quay qua đây. Ok. Rồi quay cái chân qua đây. Xích qua đây tí xíu. Ok. Bởi vậy là khổ ghê vậy nè. Rồi, đứng dậy. Không, gì dưới tay. Mình lên. Nhanh lên, đi nhanh lên. Không nhẹ gì đó. Mà nói gì mà nó lên, nhanh lên. Rồi, rồi chạy bắt đi nha. Up. Trời đất ơi, bà gì em của bạn? Được chưa, được chưa? Được rồi đó, khỏe rồi. Trời, chị có thể nói nè, coi cái cặp tưởng tới bây giờ, coi cái kỹ ra sao? Tôi chạy được, tôi biết chị chạy được. Bây giờ tôi chạy được, tôi mừng, tôi cảm ơn thầy lắm.
tại tôi đi chừng mỗi lần tôi đi bốt mai đó, bây giờ tôi đi nửa mai không được. Vừa đi bộ vừa hấp không khí. Dạ. Bây giờ cho tới ngày thứ năm là bà chạy đua chứ tôi. Ok. Dạ. Rồi, xin cảm ơn. Cảm ơn thầy vừa dễ lắm. Hốt đi anh em. Chùm game nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài, phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918133635, Hà Nội 0937853823. Để có trong tay đá Trường Gan cặp đá Diệu Kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0125-800-2299 hoặc 0937-853-823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0123-218-6688 hoặc 0983-581-652.